Một nửa trong số top 10 dòng xe bán chạy nhất năm 2019 tại Việt Nam là những mẫu xe gầm cao. Điều đó cho thấy sự dịch chuyển về thị hiếu và xu hướng tiêu dùng của khách hàng. Từ lâu, Toyota vẫn đang thiếu vắng một mẫu xe có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ lớn như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson. Vào năm 2020, Toyota Việt Nam cuối cùng đã tung ra mẫu crossover hoàn toàn mới mang tên Corolla Cross với nhiều đặc điểm nổi bật về cả thiết kế lẫn trang bị. Chính thức ra mắt Việt Nam với 3 phiên bản, đó là 1.8G, 1.8V và 1.8HV, Toyota Corolla Cross đã trở thành mẫu xe crossover đầu tiên của Toyota và cũng là mẫu xe hybrid đầu tiên được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8HV, phiên bản sử dụng động cơ hybrid, để xem mẫu xe này có gì để cạnh tranh được với các đối thủ ở trong phân khúc nhé. Đầu tiên, xét về mức giá bán, Toyota Corolla Cross được phân phối tại thị trường Việt Nam với tổng cộng là 3 phiên bản và giá bán niêm yết lần lượt như sau. Corolla Cross 1.8G có mức giá bán là 720 triệu đồng, Corolla Cross 1.8V có mức giá bán là 820 triệu đồng và Toyota Corolla Cross 1.8HV có mức giá bán là 910 triệu đồng. Toyota Corolla Cross được phát triển trên nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA-C của Toyota, tương tự mẫu xe sedan Corolla 2020 mới. Xe có thông số kích thước dài rộng cao lần lượt là 4.460mm x 1.825mm x 1.620mm, chiều dài trục cơ sở đạt 2.640mm. Có thể thấy Corolla Cross có trục cơ sở lớn nhất trong phân khúc, hứa hẹn sẽ đem tới không gian nội thất rộng rãi cho người dùng. Xe sở hữu khoảng sáng gầm lên tới 161mm, bán kính quay vòng tối thiểu 5,2m. Đây là lý do giúp cho khách hàng tin rằng Cross có thể dễ dàng di chuyển linh hoạt trong đô thị, nhưng cũng có thể vượt được những địa hình xấu mà không lo cạ gầm. Về phần thiết kế, Corolla Cross đi theo hướng mạnh mẽ, nam tính và cứng cáp. Dù là một chiếc crossover, nhưng thiết kế của xe lại thuần chất SUV hơn đa số các đối thủ ở trong phân khúc. Phiên bản 1.8HV có một số chi tiết trên lưới tản nhiệt và hốc hút gió được sơn màu xanh dương, giúp quý vị có thể dễ dàng nhận diện xe hybrid. Xe có lưới tản nhiệt giống với phong cách của chiếc Toyota RAV4. Các phiên bản 1.8HV, 1.8V sử dụng hệ thống đèn pha và đèn sương mù full LED kết hợp với cản trước cỡ lớn và ốp cản sơn bạc, tạo nên sự ấn tượng hầm hố và bệ vệ cho xe. Phần hông xe nổi bật với bộ mâm 5 chấu kép kích thước 18 inch và giải viền chrome chân kính kéo dài từ trụ A cho đến tận đuôi xe. Xu hướng thiết kế mới này cũng có thể tìm thấy trên mẫu crossover hạng B vừa mới ra mắt, đó là Kia Seltos. Phần đuôi xe tạo điểm nhấn với giải đèn hậu LED vuốt dài. Ngay phía bên dưới là bộ ốp cản cỡ lớn, sơn đen, kết hợp điểm nhấn mạ bạc cho cảm giác mạnh mẽ, nam tính và rắn giỏi. Trang bị ở phía bên ngoài ngoại thất bao gồm khóa cửa tự động thông minh, gương chiếu hậu tự động gập chỉnh điện, sấy mặt gương, tích hợp đèn xi nhan báo rẽ LED, cảm biến điểm mù và camera 360 độ. Nội thất của Corolla Cross vẫn đi theo phong cách trung tính và cứng cáp quen thuộc của Toyota. Tuy nhiên, xu hướng trẻ hóa vẫn được thể hiện rõ ràng thông qua màn hình trung tâm giải trí kích cỡ 9 inch, đối xứng với hai hốc hút gió điều hòa hình tứ giác cách điệu mang đến cảm giác mới mẻ cho xe. Vô lăng 3 chấu, phía đằng sau là cụm đồng hồ tốc độ dạng digital, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, toàn bộ ghế sử dụng da tông màu đỏ đem lại sự thể thao, nhưng vẫn mang đến cho khoang cabin của mẫu xe này có cảm giác cao cấp và sang trọng hơn. Về phần trang bị, Corolla Cross sở hữu màn hình trung tâm giải trí kích thước 9 inch, có khả năng kết nối với Apple CarPlay, Android Auto đi cùng hệ thống âm thanh 6 loa điều chỉnh trực tiếp trên vô lăng. Cửa sổ trời cho hàng ghế trước, khởi động nút bấm Start Top, gạt mưa tự động, gương chống chói ngày và đêm, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, có sẵn cửa gió cho hàng ghế sau. Đây cũng là những trang bị nổi bật trên mẫu crossover nhà Toyota. Những trang bị này cũng có mặt đầy đủ trên phiên bản Corolla Cross 1.8V sử dụng động cơ hút khí tự nhiên thông thường, có giá bán thấp hơn bản 1.8HV 90 triệu đồng. Về phần vận hành, Corolla Cross có hai tùy chọn động cơ xăng 1.8 lít 4 xi lanh sản sinh ra 140 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 177 Nm, đi cùng là hộp số vô cấp Super CVT. Phiên bản cao cấp nhất sử dụng động cơ hybrid bao gồm động cơ xăng 4 xi lanh 1.8 lít sản sinh ra 98 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 142 Nm, đi kèm motor điện, công suất 72 mã lực, mô men xoắn 163 Nm, xe được trang bị hộp số ECVT. Riêng phiên bản 1.8HV có 3 chế độ lái, đó là EV Mode, Sport Mode và Eco Mode.
để có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ SUV hạng C về mặt an toàn, hãng xe Nhật Bản đã trang bị cho mẫu xe này những công nghệ nằm trong gói an toàn Toyota Safety Sense, nổi bật bao gồm cảnh báo trệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, điều khiển hành trình chủ động, hệ thống đèn pha tự động thích ứng. Còn lại những trang bị an toàn cơ bản, mình xin phép được đặt bên trên màn hình để giúp cho quý vị và các bạn có thể tiện tham gia theo dõi. Vừa rồi là những chia sẻ chi tiết về chiếc Toyota Corolla Cross 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.